Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đến với I Wanna Be The Guy, The Movie, The Game. Ok, để... À, game này là một game kiểu mình đã chơi thử một tí rồi. Và nó khá là biến dị. Ok. Dị nhảy bằng nút ship. Đấy, ấn gì. Theo mình biết là nếu mà mình nhảy xuống đây mình sẽ thọt. Ok. No. Ok, thế nên mình phải lên đây. Ok. Quên mẹ. Quên mấy quả táo. Ok. Khốn nạn thế. Cách nhẹ. Quên mất. Chúng ta phải giữ điềm tĩnh. Chúng ta phải giữ bình tĩnh và một người đàn ông chân chính không được tức bởi vì những thứ vớ vẩn như một ví dụ cái game này chẳng hạn. Chúng ta phải no. Táo ơi. Táo. Fuck you. Tôi chỉ muốn chơi trong yên bình thôi, tại sao? Nhưng mà không. Sao đây? Dùng tao đi mà. Mình không tin được quả táo này. Tin nào cả. Quả táo này bình thường à? Yeah. Táo. Từ bao giờ quả táo có sức nặng bằng một quả sầu riêng vậy? Sầu riêng sầu chung gì, xuống đây hết đi, nhanh lên. 5 phút đầu tiên chúng ta chưa làm được cái ăn hại gì cả, thật tuyệt vời quá đi. Fuck everything. Chúng ta vẫn cứ ăn táo thường xuyên, thật tuyệt vời. Ăn táo rất tốt cho sức khỏe và thần kinh não bộ. Mình không cần biết là ăn táo có tốt hay không, mình chỉ chính thức liệt cái táo. Món táo là món mình rách con người mình ghét nhất từ trước giờ. Fuck everything. Move it. Yeah. Ôi. Giờ chúng ta sẽ không được nhảy vào tầm của quả táo đấy nữa. Hô. Giờ chúng ta chắc chắn mấy quả táo còn lại sẽ là mấy quả bay lên. Shit. Ui, biết ngay mà. Anh thuộc rồi. Ê. Không được, bình tĩnh nào, chúng ta đã đến đây rồi, chúng ta không thể nào là tao. Ôi trời, trượt rồi, không, bình tĩnh nào, thế này đến dính sticky key vẫn. Wow, yeah. Tao, mày không làm gì được tao đâu, tao là con người vô đối rồi, mày chỉ là mấy thứ hoa thứ thứ hoa quả như chúng mày làm gì được tao, vớ vẩn. Nó rơi xuống dưới à, what the fuck. Yeah. Trời ơi, xếp ở tận kia quá, what the fuck. Mình nhảy qua đây kiểu gì. Mây à. Way, what the fuck, way. Vào đây. Giờ phải làm sao mà mình sang cái mây kia thật là nhanh. Bình tĩnh nào tất cả mọi người, bình tĩnh, không có gì xoắn bọn tao đây cả. Steve Jobs. Bình tĩnh, không có gì phải cáu cả, chúng ta là những con người vô cùng lịch sự và lịch lãm. Ok, chúng ta không có gì phải cáu bẩn với nhau cả. Tất cả những cái gì chúng ta đều có thể giải quyết bằng miệng, bằng lời nói, bằng những cử chỉ đầy tính lịch sự. Làm sao để lên trên kia? Có
có lên trên kia không? Fuck. Nó mua gì vật. Làm ơn. Nam ơn. Xong ghê. Khổ quá ra rồi. Lầm sơ. Đi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong clip sau. Rồi. Chúng ta sẽ sang map mới. Ôi, nhiều phết rồi nhỉ, nhưng mà vẫn chưa nhiều lắm. Ok, một khu rừng đây. Meta Forest. Đến khu rừng này giải quyết.